Xin chào tất cả các học sinh lớp 12. Các em đang theo dõi video hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa vật lý 12 được phát hành trên kênh YouTube Học 247. Hôm nay chúng ta sẽ học bài học cuối cùng của chương 6, lượng từ ánh sáng. Đó là bài 34, sơ lược về laser. Chúng ta tìm hiểu về laser là gì, laser có cấu tạo, hoạt động như thế nào và cũng như là có những ứng dụng gì. Và trước khi đi vào phần giải bài tập thì cô và các em hãy cùng điểm sơ qua về một số kiến thức chính cũng như là các công thức quan trọng đã được học ở trong bài để chúng ta áp dụng và hoàn thành tốt các bài tập các em nhé. Trong bài này thì đầu tiên các em cần phải ôn tập lại cho cô về cấu tạo và hoạt động của laser. Sau khi tìm hiểu xong về cấu tạo và hoạt động của laser thì cần nhớ lại cho cô về sự phát xạ cảm ứng. Và kiến thức cuối cùng nữa là một vài ứng dụng của laser. Laser có rất là nhiều ứng dụng trong cuộc sống hiện nay các em ạ. Chẳng hạn như là laser dùng để mổ xẻ, khoan kim loại, đọc đĩa CD hoặc là truyền tín hiệu, đo đạc. Đây chính là hình ảnh laser dùng để mổ xẻ và khoan cắt kim loại. Rồi như vậy đó là một số kiến thức trọng tâm của bài học thôi. Bây giờ thì cô sẽ hướng dẫn các em giải các bài tập sách giáo khoa của bài này các em nhé. Chúng ta đi vào phần bố cục bài tập sách giáo khoa nào. Nội dung bài tập sách giáo khoa vật lý 12 bài 34 sơ lược về laser gồm có tổng cộng là 9 bài. Và trong 9 bài tập này thì bao gồm các bài tập lý thuyết giáo khoa, các câu lý thuyết trắc nghiệm và các câu bài tập tính toán nhằm giúp các em ôn tập lại bài và vận dụng công thức, rèn luyện kỹ năng giải bài tập. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem thử là bài tập 1 là gì đây các em nhé. Bài tập 1 thông thường sẽ là một câu hỏi lý thuyết giáo khoa. Và ở đây người ta hỏi chúng ta là laser là gì? Laser là gì nào các em? Trên lớp thì chúng ta cũng đã được học rồi, cũng như là các em có thể lật sách ra trong sách giáo khoa thì người ta có trình bày về định nghĩa của laser. Đây, laser là một nguồn sáng phát ra, một chùm sáng cường độ lớn dựa trên việc ứng dụng hiện tượng phát xạ cảm ứng. Đây các em ạ, nó chính là một nguồn sáng và nó phát ra một chùm sáng dựa trên ứng dụng của hiện tượng phát xạ cảm ứng. Bài 1 thì câu này thì rất là đơn giản thôi đúng không? Chỉ cần đưa định nghĩa. Vậy nên bây giờ chúng ta kết thúc bài tập 1 và chúng ta sang bài tập 2 nhé các em. Bài tập 2 là nêu các đặc điểm của chùm sáng laser do laser phát ra. Tức là đặc điểm của chùm sáng laser. Đặc điểm của chùm sáng laser nó có những đặc điểm nào? Thứ nhất đó là tia laser có tính đơn sắc rất cao các em ạ. Đó chính là đặc điểm đầu tiên của tia laser. Đặc điểm thứ hai là gì? Tia laser là chùm sáng kết hợp. Các photon trong chùm tia laser có cùng tần số và cùng pha. Đặc điểm thứ ba đó là tia laser là chùm sáng song song. Tức là nó có tính định hướng cao. Và đặc điểm thứ tư đó là tia laser có cường độ lớn. Chẳng hạn như là tia laser ruby có cường độ tới 10^6 W trên cm vuông. Đây chính là bốn đặc điểm rất là quan trọng của tia laser. Các em cần phải nhớ kỹ cho cô ha. Thứ nhất đó là tính đơn sắc. Thứ hai đó là chùm sáng kết hợp. Thứ ba là chùm sáng song song. Và thứ tư là có cường độ lớn. Các lý thuyết về tia laser thì người ta thường, trong bài này thì người ta thường sẽ lấy một vài câu trắc nghiệm để đưa vào các đề thi học kỳ hoặc là các đề trung học phổ thông quốc gia. Vậy nên những cái đặc điểm này các em cần phải nắm kỹ ha. Chúng ta sang tiếp bài tập 3 nào. Sự phát xạ cảm ứng là gì và tại sao có thể quyết định ánh sáng dựa trên hiện tượng phát xạ cảm ứng? Sự phát xạ hiện tượng cảm ứng là gì nào? Chúng ta quan sát lên đây thế nào. Rồi giờ chúng ta sẽ đi sang định nghĩa của hiện tượng phát xạ cảm ứng các em ha. Năm 1917 khi nghiên cứu lý thuyết phát xạ thì Einstein đã chứng minh rằng
Ngoài hiện tượng phát xạ tự phát còn có hiện tượng phát xạ mà ông gọi là phát xạ cảm ứng. Và hiện tượng đó như sau. Đó là gì? Nếu một photon đang ở trong trạng thái kích thích, sẵn sàng phát ra một photon có năng lượng epsilon bằng hs, bắt gặp một photon có năng lượng epsilon phẩy đúng bằng hs, bay lướt qua nó thì lập tức nguyên tử này cũng phát ra photon epsilon. Photon epsilon có cùng năng lượng và bay cùng phương với photon epsilon phẩy. Ngoài ra thì sóng điện từ ứng với photon E hoàn toàn cùng pha với sóng điện từ ứng với photon epsilon. Từ đó người ta kết luận là như vậy, nếu có một photon ban đầu bay qua một loạt nguyên tử đang ở trạng thái kích thích thì số photon sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Điều này được cô minh họa như sau. Các em chú lên đây ha. Nếu có một photon ban đầu bay qua một loạt nguyên tử đang ở trong trạng thái kích thích thì số photon sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Nghĩa là sao? Đây các em ạ. Các em thấy được chưa nào? Cô sẽ chiếu lại cho các em thấy ha. Như vậy thì từ 1, 2 và 4 rõ ràng chính là nó đang tăng lên theo cấp số nhân. Rồi, chúng ta sang tiếp ý tiếp theo của bài tập 3 nào. Đó là sự khuếch đại ánh sáng là dựa trên hiện tượng phát xạ cảm ứng. Điều này được giải thích như thế nào? Đó là do các photon này có cùng năng lượng, ứng với sóng điện từ có cùng mức sóng, do đó tính đơn sóc của chùm sáng rất cao. Chúng bay theo cùng một phương và tính định hướng của chùm sáng rất cao. Như vậy thì tất cả các sóng điện từ trong chùm sáng do các nguyên tử phát ra đều cùng pha. Điều này nghĩa tức là do tính kết hợp của chùm sáng rất cao các em ạ. Một nguyên nhân tiếp theo đó là vì ngoài ra số photon bay theo cùng một hướng rất lớn nên cường độ của chùm sáng nó cũng sẽ có cường độ rất mạnh. Từ hai điều này chúng ta đã lý giải được đó là sự khuếch đại ánh sáng là dựa trên hiện tượng phát xạ cảm ứng. Rồi chúng ta kết thúc bài tập 3 và chúng ta chuyển sang bài tập 4 nhé các em. Bài tập 4 người ta yêu cầu chúng ta trình bày cấu tạo của laser ruby. Đây chính là cấu tạo của laser ruby đây. Nhìn vào đây thì các em sẽ thấy được những bộ phận gì. Chẳng hạn như đây là chùm tia laser. Thì đây sẽ là một thanh ruby, tức là thanh này. Ở đây cái phần màu sáng này sẽ là gương G2. Nó phản xạ khoảng 50%. Còn ở đây chính là tia gương G1. Nó sẽ phản xạ khoảng 100%. Còn những cái ống trên này chính là đèn phóng điện xenon. Đây sẽ là nguồn điện, còn đây sẽ là công tắc. Đó chính là cấu tạo của laser ruby. Các bạn nào cần ghi chép lại không nhỉ? Đây, laser này của một thanh ruby hình trụ có chiều dài thỏa mãn hệ thức. Hai mặt được mài nhẵn vuông góc với trục của thanh. Mặt thứ ba được mạ bạc. Mặt bốn là mặt bán bạc. Một bóng đèn xenon 2 được quấn quanh thanh ruby. Khi laser hoạt động thì thanh ruby sẽ rất nóng nên người ta phải gắn nó vào những cánh tỏa nhiệt ở vị trí thứ 5. Tuy vậy thì laser ruby cũng chỉ hoạt động ở chế độ xung, lúc phát và lúc nghỉ. Chúng ta cùng quan sát lại nào. Đây cấu tạo của laser ruby. Phần này thì cô đi sơ qua để các bạn nào mà cần thắc mắc thì chúng ta hiểu rõ thôi ha. Giờ chúng ta sang tiếp bài tập 5 nào. Bài tập 5 không giống như các bài tập 5. Có những loại laser gì? Trong sách giáo khoa người ta có đề cập đến bao nhiêu loại laser các em? 3 loại đúng không nào? Đó là gì? Thứ nhất đó là laser khí. Thứ hai đó là laser rắn. Và thứ ba là laser bán dẫn. Các em nhớ giùm cô là chúng ta được học 3 loại laser các em ha. Chẳng hạn như trong các bài tập trắc nghiệm mà bạn nào mà có một câu trắc nghiệm mà các bạn chọn là có 4 loại laser, như vậy thì lúc đó là chúng ta làm sai bài sẽ rất là đáng tiếc. Giờ chúng ta sang bài tập 6 nào. Trình bày một vài ứng dụng của laser.
Một vài ứng dụng của laser này thì trong phần tóm tắt lý thuyết cô có đề cập cho các em. Chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ về các cái ứng dụng của laser. Chẳng hạn như là gì nào? Thứ nhất, đó là ứng dụng trong khoa học, công nghiệp, kinh doanh, nằm ở tính đồng pha, đồng màu cao và khả năng đạt được cường độ sáng cực kỳ cao, hay là sự hợp nhất của các yếu tố trên. Ứng dụng từ đó, chẳng hạn như là ví dụ về cái sự đồng pha của tia laser cho phép nó hội tụ tại một điểm có kích thước nhỏ nhất cho phép với giới hạn nhiễu xạ chỉ rộng vài nanomet đối với laser dùng ánh sáng. Và cũng từ tính chất này mà tính chất này cho phép laser có thể lưu trữ được vài gigabyte thông tin trên các rãnh của DVD, cũng là điều kiện cho phép laser với công suất nhỏ vẫn có thể tập trung cường độ sáng cao và dùng để cắt, đốt và có thể làm bốc hơi vật liệu trong kỹ thuật cắt bằng laser. Ở cái hàng cuối cùng này các em thấy không? Dùng để cắt đốt và có thể làm bốc hơi vật liệu trong kỹ thuật cắt bằng laser. Thì ở phần đầu bài cô cũng có nói đó là laser thường dùng để mổ xẻ, khoan kim loại. Và lúc đó cô có đưa ra hai cái hình để chúng ta quan sát đó là ứng dụng laser trong y tế và khoan cắt kim loại, đúng không nào? Rồi giờ chúng ta sang bài tập 7 nào. Bài tập 7 thì không giống với với 6 bài tập trước. Bài tập 7 là một câu lý thuyết trách nhiệm. Hãy chọn câu đúng. Chùm sáng từ laser ruby phát ra có màu gì? Màu gì đây các em? Chọn cho cô một màu đúng trong các đáp án sau. Thứ nhất đó là chùm sáng do laser ruby phát ra có màu trắng. Thứ hai đó là chùm sáng do laser ruby phát ra có màu xanh. Thứ ba là chùm sáng do laser phát ra có màu đỏ. Và thứ tư, chùm sáng do laser phát ra có màu vàng. Hãy chọn cho cô một màu đúng nhất ở đây. Chùm sáng do laser ruby phát ra có màu gì? Các bạn hãy thử quan sát giùm cô. Màu gì đây nào? Như vậy thì rõ ràng đây chính là màu đỏ. Kết luận đó là chùm sáng do laser ruby phát ra có màu đỏ, tức là các màu trắng, màu xanh và màu vàng là không đúng. Màu được lựa chọn đây sẽ là màu đỏ. Chúng ta chọn đáp án C cho bài tập 7. Nhìn thấy các em, 77 chọn câu C, màu đỏ. Rồi giờ chúng ta sang bài tập 8 nào. Tiếp tục cũng là một câu lý thuyết trắc nghiệm. Tia laser không có đặc điểm nào dưới đây. Các đáp án được đưa ra lần lượt đó là độ đơn sắc, độ định hướng, cường độ lớn và công suất lớn. Phần đặc điểm của tia laser thì khi nãy cô vừa mới trình bày cho các em nằm trong bài tập. Bài tập mấy nào? Bài tập 2. Lúc đó thì cô có nhắc rất là kỹ là về đặc điểm của tia laser. Tia laser có mấy đặc điểm nào các em? Chúng ta được học tia laser có 4 đặc điểm và có 3 loại laser. Như vậy thì trong 4 đặc điểm ở câu A, B, C, D sẽ có một đặc điểm là không đúng. Chúng ta chọn cho cô một đặc điểm không phải của laser nào. Độ đơn sắc hay độ định hướng, cường độ lớn và công suất lớn. Để chọn đáp án đúng thì chúng ta cần phải nhớ lại. Đó là 4 đặc điểm của tia laser là gì? Thứ nhất, tính đơn sắc. Thứ hai, tính định hướng. Thứ ba, tính kết hợp. Và thứ tư, có cường độ lớn. Như vậy thì đáp án A, B và C chính là 3 trong 4 đặc điểm quan trọng của tia laser. Còn đáp án B, công suất lớn, nó có phải là đặc điểm của tia laser không? Không phải các em nhé. Như vậy thì đáp án được lựa chọn đây sẽ là câu D. Chúng ta sẽ chọn câu D cho bài tập 8. Tia laser không có công suất lớn. Rồi, được chứ nào các em, rất là đơn giản đúng không nào? Bài 8 chọn câu D, rồi giờ chúng ta sang bài tập 9 nào. Tiếp tục. Người ta hỏi là bút laser mà người ta thường dùng để chỉ bảng thuộc loại laser nào? Câu A là laser khí, câu B là laser lỏng, câu C là laser rắn và câu D là laser bán dẫn. Một lần nữa thì trong bài tập 8 cô vừa mới nhắc lại các em. Tia laser có 4 đặc điểm và có 3 loại laser. Và ba loại laser đó là khí, rắn và bán dẫn. Như vậy thì cái đáp án B ở đây là laser lỏng. Không cần biết là gì, chúng ta hãy lại cho con đáp án này hơn. Bởi vì không có laser lỏng tồn tại, chúng ta chỉ được học ba loại laser mà thôi. Đó là khí, rắn và bán dẫn.
Vậy thì bút laser mà người ta thường dùng để chỉ bảng sẽ là loại laser nào? Đây chính là bút laser mà chúng ta thường dùng. Một số loại bút laser mà các em có thể thấy. Và nó thuộc loại laser bán dẫn các em ạ. Bài đáp án A, B, C đây là sai rồi các em nhé. Các em hãy chọn dùm cô câu D cho bài tập 9. Bài 9, laser mà người ta thường dùng để chỉ bảng thuộc loại laser bán dẫn. Rồi chúng ta kết thúc bài tập 9. Và các em thân mến, sau bài tập 9 thì cũng là lúc mà chúng ta kết thúc các bài tập sách giáo khoa của bài 34 sơ lược về laser. Sau khi hoàn thành xong các bài tập này thì các em cần phải ôn tập lại các kiến thức về laser, đặc điểm của nó, hiện tượng phát xạ cảm ứng và một số ứng dụng của laser. Các em hãy cùng đón xem video tiếp theo. Đó là video hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa vật lý 12, bài 35 tính chất và cấu tạo hạt nhân, cũng là bài học đầu tiên của chương 7. Hạt nhân nguyên tử được phát hành trên kênh YouTube Học 247 và đừng quên bấm subscribe kênh cũng như chia sẻ để mời bạn bè cùng học các em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em. Cảm ơn các em đã xem video hướng dẫn giải bài tập của Học 247. Hy vọng rằng các em sẽ ôn tập được kiến thức và nắm vững phương pháp giải các bài tập mà thầy cô đã hướng dẫn và hãy chia sẻ cho bạn bè học cùng. Để theo dõi và xem thêm nhiều video hướng dẫn giải bài tập từ lớp 10 đến 12, các em hãy click đăng ký kênh Học 247 nhé.